người đều nghĩ làm giàu từ YouTube dễ dàng, nhưng thực tế không phải vậy. Cần nội dung, chất lượng, kiên nhẫn và sáng tạo. Từ việc lên kịch bản, quay phim đến chỉnh sửa, mỗi bước đều tốn thời gian, nhưng khi thành công, cảm giác ấy thật tuyệt vời. Nếu như mà tính ra một video short chúng ta làm khoảng như vậy, hồi nãy tôi tính á thì 24 giờ chúng ta làm sắp xỉ khoảng là 2.000 video. Chia 2 đi, như vậy ít nhất một ngày chúng ta sẽ làm được 1.000 video. Như vậy bằng cách nào để chúng ta có thể sản xuất 1.000 video short như vậy, có thể kiếm tiền từ YouTube, TikTok, tất cả các nền tảng khác chúng ta có thể kiếm tiền online được. Rồi, các bạn cùng quan sát video sau nhé. Rồi ok, mến chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Thủ thuật 2 Killer cho ngày hôm nay. Trong buổi chia sẻ ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ các bạn cái cách để chúng ta tạo ra hàng loạt video đến hàng ngàn video một ngày để chúng ta có thể làm đăng những cái trang TikTok và YouTube, hoặc là giới thiệu sách, hoặc là tạo những cái tin tức đoạn ngắn, video ngắn. Rồi, chúng ta sẽ truy cập vào cái trang web là videogen.io. Rồi, chúng ta đăng nhập vào đây. Rồi, thì chúng ta hãy đăng ký một bằng tài khoản Google ấy, hoặc là một email nào đó. Đây, các bạn ha. Thì giờ tôi sẽ đăng ký vào một tài khoản Google. Rồi, xong. Sau khi sign up xong thì các bạn có thể check mail nhé, các bạn nhé. Check mail để các bạn có thể kiểm tra, lấy mã code để chúng ta verify cái tài khoản này. Rồi, ok. Rồi, sau khi reload xong, chúng ta tiến hành tạo video thôi. Chúng ta risk ở video click vào đây. Các bạn có thể chọn nhiều cái ha. Đây, như đây là raw của mình á, thì các bạn cần phải đóng phí ha. Thì theo các mức giá như là của videogen.io đưa ra cho mình, các mức phí đây ha, trên tháng ha, các mức phí thì tùy thuộc mức phí chúng ta có thể lựa chọn nha. Còn hàng free của mình á, thì mình có một số giới hạn nhất định. Thì ở đây các bạn quan sát, chúng ta sẽ có một số làm cho nó có nổi bật nè nhé. Đó. Thí dụ ở đây chúng ta có thể chọn blank nè, hoặc là chọn của cây cối nè, chọn bro, business nhé, free. Giờ đây thì thí dụ tôi chọn cái chọn loại là free đi ha, free blank nè. Thì tôi sẽ chọn vào đây là cách kiếm tiền trên YouTube ha. Thí dụ ở đây tôi gọi cho là cách kiếm tiền trên YouTube. Rồi sau khi mình gõ một cái từ khóa này thôi thì VideoGen tự tạo cho chúng ta một cái kịch bản và tự tạo thành video luôn. Ngôn ngữ ha. Thì ở đây mình chọn ngôn ngữ Việt Nam chẳng hạn. Đây Việt Nam. Rồi tấn Reynolds. Rồi thì các giọng Việt Nam của mình đây. Thì các bạn lưu ý nè, đây. Thì YouTube có, thì trên đây VideoGen có tạo cho mình một cái đoạn văn bản là kiếm tiền trên YouTube không hề khó. Nhưng cần kiên nhẫn, đầu tiên chúng ta phải tạo cái nội dung hấp dẫn thu hút người xem, sau đó tham gia chương trình đối tác để bật kiếm tiền quảng cáo, cũng có thể nhận tài trợ hoặc là sử dụng super chat trong livestream. Thì đây là một cái đoạn văn mà bên VideoGen tự cung cấp cho mình luôn. Thì sau đó các bạn sẽ chọn tiếp ở cái mục là giọng đọc. Chào mừng đến với tương lai của video, VideoGen làm cho nó dễ dàng cho bất kỳ ai bắt đầu tạo ra. Rồi, hoặc là giọng của mình. Chào mừng đến với tương lai của video, VideoGen làm cho nó dễ dàng cho bất kỳ ai bắt đầu tạo ra. Hoặc là giọng nữ. Chào mừng đến với tương lai của video, VideoGen làm cho nó dễ dàng cho bất kỳ ai bắt đầu tạo ra. Rồi, bây giờ tôi sẽ chọn vào giọng đầu tiên đấy các bạn ha, minh họa ha. Giờ ấn continue. Ở đây có nhiều dạng lựa chọn, là dọc là 9:16, 11 hoặc là 16:9. Ở đây tôi sẽ chọn là 9:16 đang trên thiết bị di động ha. Rồi video short. Đó. Video. Các bạn đợi giây lát chúng ta sẽ có một video thành công.
Rồi tôi ấn play thử nha. Kiếm tiền trên YouTube không hề khó, nhưng cần kiên nhẫn. Đầu tiên tạo nội dung hấp dẫn thu hút người xem, sau đó tham gia chương trình đối tác để bắt kiếm tiền từ quảng cáo. Cũng có thể nhận tài trợ bán hàng hóa hoặc sử dụng Super Chat trong livestream. Dạ ok, đó là một nội dung. Các bạn có thể tùy chỉnh caption hả? Hoặc là thêm music chưa. Ví dụ các bạn có thể tùy chỉnh caption như là TikTok này, hoặc là YouTube này. Đây, ấn caption này ha. Đây, các bạn thấy caption kiếm đẹp tiền nha. Trên YouTube không hề khó đó, nhưng okay, cần... Đó, thì sau khi xong các bạn có thể ấn download về các bạn nha. Download 480, 720, 1080p hoặc 4K. Đó, các bạn download về. Như vậy chúng ta có một video để chúng ta đăng lên nền tảng để chúng ta kiếm tiền rất là nhanh chóng, đúng không nào? Hy vọng những chia sẻ này rất hữu ích với các bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh và ấn chuông theo dõi để nhận được những chia sẻ tiếp theo nhé.